Rồi, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cái cơn cám dỗ thứ ba này xem như thế nào. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian, vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi." Chúng ta vừa nghe hai cái câu 8 và câu 9 đấy, nó trình bày cho chúng ta một cái bối cảnh của cơn cám dỗ. Bối cảnh của cơn cám dỗ ở đây là gì? Quỷ lại đem người lên. Đấy, ta xem ở trong ba cái lần cám dỗ này thì chúng ta thấy cơ hội cám dỗ chỉ có một lần, ma quỷ tạo hai lần cơ hội. Cho nên tự thân của con người, chúng ta thấy cái tự thân của con người mà có cái cơn cám dỗ là một lần, nhưng mà ma quỷ hai lần tạo cám dỗ, tạo cái dịp để dẫn đến cái cơn cám dỗ. Đấy, chúng ta vừa nói cái cơn cám dỗ lần thứ hai là quỷ đem người đến thành thánh. Bây giờ quỷ đem người lên ngọn núi chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian vinh hoa lợi lộc. Cho nên ma quỷ luôn luôn dẫn con người đi vào trong cái dịp thuận tiện. Nếu không có dịp thuận tiện thì khó mà có cơn cám dỗ được. Và đấy, dịp thuận tiện cụ thể trong cái cơn cám dỗ thứ ba này là như thế. Rồi chúng ta xem cái bối cảnh ở đây là gì? Lên núi cao. Lên núi cao để làm gì? Để tạo một cái cơ hội cám dỗ, giống như chúng ta vừa nói lần thứ nhất, lần thứ hai. Nhìn lên cao, lên núi cao thì không nhìn lên, nhưng mà lên núi cao là nhìn xuống. Nhìn xuống dưới và thấy cái gì? Vinh hoa lợi lộc của thế gian. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh, Cựu Ước, núi là không gian của Thiên Chúa. Núi là không gian của những cuộc thần hiện. Nhưng mà lên đúng cái nơi mà vẫn thuộc về Thiên Chúa, không thấy Chúa nha, vì nó không nhìn lên. Lên đến đây, nhìn xuống này, nhìn thấy tất cả mọi vinh hoa thế gian. Mà nhìn thì tạo cảm giác là thích thú. Thích thú, thích thì thú. Đấy, tiếng Việt Nam viết cũng hay đấy chứ mà chơi đâu. Thích thú mà nào. Rồi hứa cho tất cả. Nhìn thì thích, cho thì sướng. Đề nghị một điều, bái lại. Xét phương diện hành vi thì cái hành vi đấy rất là dễ dàng, không có khó khăn gì. Hành vi dễ dàng làm, không có khó khăn gì. Thoải mái, không có khó gì cả. Và như thế, thưa quý cha, chúng ta có cảm giác là cái cơn cám dỗ thứ ba này, ma quỷ tập trung khơi gợi tất cả mọi cảm xúc nơi con người lên đỉnh điểm. Thích thú đỉnh điểm, sung sướng tột độ. Mà cái này không chết mới là lạ thôi. Cảm xúc nó lên, nó đẩy lên thế này mà không chết thì mới là lạ. Và phản ứng của Đức Giê-xu trong sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 13. Khi đấy Chúa Giê-xu nói Sa-tan. Sa-tan không nói là Diabolos như ở đây, mà Chúa Giê-xu nói là Satana. Satana lấy từ cái chữ Satanas rồi đấy. Thì cái chữ này người ta dịch là kẻ thù. Thường nó có nghĩa là kẻ thù của ai? Kẻ thù của Chúa và kẻ thù của con người. Cái quân đối nghịch với Thiên Chúa và đối nghịch với con người. Cho nên chúng ta thấy luôn luôn chúng ta phải đối diện với một thế giới của sự dữ ở đối kháng, ở phía đối kháng này. Dù
cái không gian sống của chúng ta là không gian của thánh thần. Nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta luôn phải đối diện với một thế lực của sự xấu, sự dữ. Có thể lúc ban đầu, như chúng ta vừa nói, ba cơn cám dỗ nó dùng ba thuật ngữ khác nhau: kẻ lừa đảo, kẻ vu khống, rồi ở đây là kẻ thù. Nó xuất hiện dưới những khuôn mặt khác nhau, nhưng mà đều nói về một thế lực đối kháng với Thiên Chúa và con người. Và cuối cùng thì cái lời Chúa Giêsu nói là gì? Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người. Chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta vừa nói với nhau là bối cảnh. Và dựa trên cái phản ứng của Chúa Giêsu thì ta hiểu cái cơn cám dỗ thứ ba là cái gì. Cơn cám dỗ này ma quỷ muốn cái gì? Muốn Đức Giêsu bỏ Chúa, thờ ngẫu tượng. Đấy. Thưa quý cha, trong cuộc đời chúng ta có nhiều ngẫu tượng. Biết cái gì đấy, tự mỗi người chúng ta xét mình, chúng ta sẽ biết không phải là Thiên Chúa. Có thể là một điều gì đấy, có thể rất tốt lành đó nha, nhưng mà nó không phải là Thiên Chúa, mà nó đang điều khiển mình đấy. Chứ không phải là cái điều đấy đối với cái suy nghĩ của con người nó là tốt lại là xấu xa đâu. Chưa chắc là nó đã xấu xa, nhưng mà nó ẩn một cái vỏ bọc bên ngoài rất là tốt lành, mà nó đang điều khiển mình. Mình chạy theo cái ngẫu tượng đấy. Và cái cơn cám dỗ này là như thế. Và như con vừa nói là cái cơn cám dỗ này ma quỷ khai thác tối đa cảm xúc. Mà thưa quý cha, con người ngày hôm nay của chúng ta cũng vậy. Người ta muốn đẩy cái cảm giác lên đến đỉnh điểm của nó. Cái gì cũng vậy hết. Bóng cười phải không nào? Đấy. Bóng, có phải bóng cười không nhỉ? Đi mấy cái club á, bóng cười. Đấy. Đẩy cái cảm giác, cảm xúc của con người lên đến đỉnh điểm. Hay là gì đấy cũng biết, nhưng mà cái thế giới mà chúng ta đang sống này, người ta muốn khai thác triệt để cái vai trò của cảm xúc. Và người ta đẩy nó đi đến chỗ người ta tôn thờ cái cảm xúc đấy. Cho nên chúng ta xem, nhiều khi mình thấy người ta vui thì cũng quá sức là vui, mà buồn thì cũng quá sức là buồn, chửi thì cũng quá sức là chửi. Có thể cảm, cái nào nó cũng cứ đỉnh như vậy đó. Và khi mà nó đi đến đỉnh như thế thì nó thay chỗ cho Thiên Chúa. Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người. Tất cả nhá, ý chí này, lý trí này, cảm xúc này phải quy chiếu về. Cho nên sách Đệ Nhị Luật 6:47 đó, chúng ta đọc lời Chúa ngày thứ bảy hay sao, thứ bảy hay chủ nhật buổi tối. Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Tất cả những cái điều ấy phải quy về Thiên Chúa. Nếu gạt Thiên Chúa ra một cái nhá, thì tất cả những cái khác nó trồi lên và thay chỗ vào đây. Cho nên cái cơn cám dỗ thứ ba này, thưa quý cha, là cơn cám dỗ bỏ Chúa, chạy theo một ngẫu tượng. Ngẫu tượng nào đấy? Nhiều khi nó hợp lý, nhiều khi chúng ta thấy cái ngẫu tượng nó hợp lý lắm, cho nên mình mới theo, chứ nếu mà nó không hợp lý mình đâu có theo đấy. Nhưng mà nó là ngẫu tượng đấy. Và tội nghiệp nhiều khi chúng ta không ý thức đó là ngẫu tượng, cho nên là mới theo. Chứ không phải là mình không biết, mình biết nó là ngẫu tượng. Nếu mà mình biết nó là ngẫu tượng thì mình đã không theo. Nhưng mà mình nhiều khi lại không biết nó là ngẫu tượng. Mà nhiều khi người khác người ta bảo ngẫu tượng đấy, lại không theo, lại không tin. Lại cứ bảo là không phải. Thì mình nghĩ nó là như thế là đúng, mình theo thôi. Thành ra cái trí khôn là cái phán đoán trong đầu của người. Phán đoán sai lạc đấy, tiếng Pháp nó gọi là faux jugement đấy. Đấy nguy hiểm lắm. Mình không có nhận định đúng, mình nhận định sai mà mình tưởng cái đấy là đúng, rồi mình cứ theo đấy. Thì đi đến cái chỗ của nó thôi đấy. Không ra được.
Chúng ta đi đến một cái ghi nhận chung. Chúng ta đi đến một cái ghi nhận chung. Các cám dỗ tăng dần theo cường độ. Ba cái cơn cám dỗ. Thứ nhất là gì? Không cần đến Thiên Chúa. Tôi hay rồi, suy nghĩ của tôi là hay rồi, độc đáo rồi. Ngồi yên đấy, cứ ngồi yên đấy. Cái cơn thử thách thứ hai là gì? Không phải là không cần Chúa, mà dùng Chúa như là một con rối để mà làm cái chuyện của mình. Và cái cơn cám dỗ thứ ba là gì? Dẹp ông đi một bên, coi như không có. Thứ nhất là để yên Chúa ngồi đấy, không thèm đoái hoài gì đến ông. Thứ hai là dùng ông để thực hiện cái kế hoạch của mình. Và cái cơn cám dỗ thứ ba là coi như không có. Nếu không, không có ông thì tôi thôi. Cơn cám dỗ hoặc là Thiên Chúa, hoặc là tôi. Và chúng ta thấy cái từ khóa mà Tin Mừng Thánh Matthew nói với chúng ta qua ba cái lần cám dỗ là Đức Giêsu luôn để cho thần khí hướng dẫn mình. Đấy. Trong thư Galat nói đấy, nếu anh em sống theo thần khí thì anh em hãy bước đi trong thần khí. Hình như cái câu này là câu châm ngôn đời giám mục của Đức Cha ở Hải Phòng. Bước đi trong thần khí. Và Đức Giêsu trong ba lần phản ứng lại cái cơn cám dỗ thì đều lấy lời Chúa làm quy chiếu. Mà rất hay là cả ba lần quy chiếu lời Chúa ấy đều trích trong sách Đệ Nhị Luật. Không trích sách khác mà chỉ trích sách Đệ Nhị Luật. Sách nghĩa là sách liên quan đến luật. Cho nên không có thể nào mà rời luật ra được. Chúng ta thấy trong những ngày Chúa Nhật năm A đầu của mùa thường niên này, bản văn lời Chúa nói ở trong, trích ở trong bài giảng trên núi, luật. Chúa đến không phải là hủy luật, mà Chúa đến để kiện tòa. Cho nên trong những cái phản ứng của Chúa Giêsu đều trích sách Đệ Nhị Luật. Ba đoạn Đệ Nhị Luật. Đấy, đây này, lần thứ ba này là Đệ Nhị Luật 6:13 này. Lần thứ hai là Đệ Nhị Luật 6:16. Lần thứ nhất là Đệ Nhị Luật 8:3. Ba lần. Cho nên nói như thế để chúng ta thấy một điều là, thưa quý cha, không bao giờ mà Chúa không soi sáng cho chúng ta để chúng ta biết phải làm như thế nào. Không có thể mà đổ cho Chúa được. Vấn đề là ở mình thôi. Chứ còn Chúa là sẵn sàng các thứ hết đấy. Là mình cứ thế là mình đây. Mình không sợ là mình không biết thánh ý của Chúa. Chỉ có sợ là mình không muốn thôi. Không muốn biết thôi. Chứ còn biết là có cách này cách khác. Lời Chúa có sẵn đây. Có những người khôn ngoan, những bậc kinh nghiệm dày dặn trong cái tương quan với Chúa có sẵn chung quanh chúng ta lại đầy. Không có thiếu, không có sợ là chúng ta không có biết được ý Chúa muốn cái gì. Điều quan trọng hơn hết là mình có muốn hay không thôi. Và ba cái cơn cám dỗ này vẫn luôn mang tính thời sự cho mỗi người chúng ta trong thời đại này. Không theo ý Chúa, tại sao vậy? Tôi thấy hay quá, đúng quá, hợp lý quá, tôi theo thôi. Tôi dùng Chúa như là một phương tiện để làm này. Biến Chúa thành một cái con rối giật, hoặc là không cần. Diệt không được, hoặc là đấy, một cái cơn cám dỗ khi mà không diệt được, không diệt dây được Thiên Chúa rồi, dẹp bỏ Thiên Chúa sang một bên, để một mình xoay sở tất cả mọi chuyện cho cuộc đời của mình. Những cơn cám dỗ này nó còn nguyên giá trị cho thời đại chúng ta hôm nay, thưa quý cha. Và cái phản ứng của Chúa Giêsu cũng là một cái kinh nghiệm rất hay để giúp chúng ta nhận biết được đâu là ý của Chúa muốn khi chúng ta phải đối diện với cơn cám dỗ. Và làm sao mà chúng ta đọc cái bản văn này, đôi khi hồi không biết là các cha như nào, nhưng mà khi ban đầu mà không được học hành đến nơi Chúa là nói, con đọc ba cái cơn cám dỗ này con thấy Chúa sao mà dễ dàng chống lại cám dỗ như thế. Nó vừa thò cái ra là ông đập nó ngay. Còn mình ấy thì cứ loay hoay một mình,
rồi đi từ đến chỗ là chết, từ bị thương cho đến chết, rất vất vả. Cho nên á, chúng ta có một cái kinh nghiệm là rất sợ bị cám dỗ, bởi vì cứ hé ra cái là bị vừa chớm cái là chết ngay, chớm cái là chết ngay. Cho nên là xin Chúa đừng có để cám dỗ con, bởi vì mới nghe thấy thôi là đã chết rồi, chứ còn chưa kịp ma quỷ nó mới bắt đầu giao đũa thôi là mình đã chết rồi. Chưa cầm lên đã mình đã bảo lại anh em chết, em chết trước khi anh sát phạt em. Lạy Chúa. Đức cha Bùi Tuần lần nào viết một cái bài viết ấy xong, Đức cha bảo là ma quỷ giờ là nó rảnh rỗi lắm, nó không phải làm gì cả, bởi vì con người chết trước khi mà ma quỷ nó cám dỗ. Thành ra ma quỷ giờ nó rảnh, chả biết là như thế nào. Cho nên là nói cái chuyện đấy thì có luôn cứ nhớ cái chuyện là hai cái ông thầy dòng khổ tu là đi lần chuỗi ở trong vườn của nhà dòng, xong con gà nó đẻ rớt quả trứng, xong rồi ngưng lập tức là không lần chuỗi nữa, tìm cách làm cho có quả trứng nó chín để mà ăn, bởi vì khổ tu mà lúc nào cũng đói. Mà bây giờ không biết làm nào cho nó chín bây giờ. Thế là bới được cái thùng rác có cái bóng đèn tròn bằng này này, xong rồi đập cái cổ đi, bởi vì cái bóng đèn nó cháy cái tóc rồi thì người ta vứt vào trong cái thùng rác, đập cái cổ đi, đập cái cổ của cái bóng đèn đi, vứt cái tim đèn ra, thì nó còn cái tròn tròn này này, thả quả trứng vào đấy, xuống ao cho tí nước vào đấy, vào trong phòng thánh ăn cắp mẩu nến nó còn thừa hay, xong kê ba cục đá để đốt, thế cứ thế là đọc kinh tội thế là tí là chín thôi đấy. Xong rồi cho ra nó để nguội, xong bóc ra thì bẻ một làm đôi mỗi đứa một nửa, thế là há mồm cho vào, ngay lúc đấy là ông cha bị trên ông đến. Lúc mà sung sướng nhất là cái lúc mà khốn nạn nhất ấy. Mày chết ông cha bị trên ông hỏi là ở đâu ra mà đang làm gì để ăn trứng à, ăn trứng giờ này có phải giờ ăn cơm đâu. Bảo gà nó đẻ. Gà nó đẻ sao mà nó đẻ ra cái chín ngày. Bảo không, nó đẻ nhưng mà con phải làm cho nó chín mới ăn được. Cha hỏi là làm nào đấy, kể vậy. Hỏi là ai chỉ. Ông thầy bảo ma quỷ nó cám dỗ. Quỷ nó nhận ra nó tát cho ông thầy, nó bảo mẹ tao còn chưa nghĩ ra được mà mày bảo tao được cám dỗ mày thế nào. Ma quỷ nào nó cám dỗ mình. Thành ra nhiều khi mình chết trước khi mà ma quỷ nó cám dỗ. Thưa các cha, cái kinh nghiệm đấy nó là cái kinh nghiệm nào? Con nghĩ nó là cái kinh nghiệm này này. Là khi mà mình phạm tội nhiều lần mà mình không có chừa được, mình chưa có chừa được ấy, xong rồi mình bị cám dỗ nghĩ rằng chắc là không có chừa được. Cho nên xả láng sáng dậy sớm không có vấn đề gì cả. Đấy là một cái kinh nghiệm rất là nguy hiểm. Bởi vì mình nghĩ là tháng nào cũng sưng, tuần nào cũng sưng, không chừa được. Vậy thì thôi kệ đấy, tới luôn. Đấy là chúng ta tự chết trước khi bị cám dỗ. Chúng ta chưa đánh nhau mà đã thua cuộc rồi, chấp nhận thua cuộc. Cái kinh nghiệm đấy đau thương nhưng mà nó là một cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Không chiến đấu, không muốn chiến đấu nữa. Chỉ muốn chiến bại thôi, không muốn chiến đâu. Không muốn thử, không muốn để cho mình chịu thử thách, cho nên là thua ngay từ đầu. Không. Đấy là cách hay nhất để chống lại sự thử thách là chấp nhận thua cuộc. Nhưng mà trong đời sống đức tin cái đó là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm, không được. Và như thế chúng ta lại thấy được vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mỗi người. Dù như nào đi chăng nữa, tháng nào đi xưng tội cũng chưa chừa được, nhưng mà cũng cứ vậy, không có để cho mình phải tuyệt vọng. Thưa quý cha, chúng ta vừa trình bày ba cái cơn cám dỗ như thế. Sau nhiều năm dạy học, con phải chỉnh sửa lại các thứ xong rồi là nó ra vậy đấy. Thì con cũng thấy là mình
trình bày vấn đề như này thì có lẽ là nó sẽ sáng vấn đề hơn so với từ xưa nay mình cứ theo cái chiều trình bày cổ điển như ngày xưa nó quen, nó không có cái gì mới mẻ. Có thể mình lời Chúa thì luôn luôn sống động, cho nên tại sao không mình nhìn lời Chúa dưới một cái lăng kính khác thì mình sẽ hiểu được vấn đề nó khác hơn. Cho nên xin trình bày với các cha như thế. Rồi bây giờ con sẽ trình bày một vấn đề khác ở trong Tin Mừng Thánh Matthew, cũng là một vấn đề rất quan trọng mà nó rất khó mà nhiều khi chúng ta không có động vào được, đó là các mối phúc.